Thưa quý vị, trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh đang ở giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, nghiên cứu sinh thạc sĩ Ngô Hoàng Anh và tiến sĩ Roman Dragonit đã tiến hành mô hình dự báo tình hình dịch ở Thành phố Hồ Chí Minh nhờ đầu mối dữ liệu và tư vấn về các kịch bản chính sách của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thu Anh, giám đốc quốc gia Viện Nghiên cứu Y khoa Gold Coast Việt Nam. Trao đổi với Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, nghiên cứu sinh thạc sĩ Ngô Hoàng Anh đã chỉ ra các yếu tố tác động đến tình hình dịch sắp tới, đồng thời cung cấp một số khuyến nghị cho chính quyền thành phố. Nội dung chi tiết sẽ có trong chuyên mục nhận định hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Nhóm của ông đã dùng mô hình nào để dự báo, đồng thời thông tin đầu vào và đầu ra của dự báo là gì thưa ông? Nhóm sử dụng mô hình ngăn đa thành phần là mô hình được phân lớp theo nhóm tuổi, được mở rộng từ mô hình SAES, cảm nhiễm, phơi nhiễm, nhiễm, cảm nhiễm, truyền thống. Chúng tôi hiệu chỉnh dựa trên 3 dữ liệu đích, số ca dương tính hàng ngày, số giường bệnh nặng đang được sử dụng và số ca tử vong hàng ngày từ ngày 25 tháng 5 tới ngày 1 tháng 12 năm 2021. Ngoài ra, chúng tôi cũng thu thập dữ liệu tiêm chủng như số liều và loại vaccine sử dụng trực tiếp từ cơ sở dữ liệu tiêm chủng quốc gia. Từ những dữ liệu này, chúng tôi thu được kết quả hiệu chỉnh gần như trùng khớp hoàn toàn với diễn biến trong thời gian vừa qua. Để xây dựng những kịch bản tiếp theo, chúng tôi cố định các giả thiết về tốc độ tiêm chủng cho trẻ em tuổi từ 12 tới 17, số lượng người được tiêm mũi 2 trong những tháng tiếp theo, cũng như tốc độ mở cửa lại trường học. Từ đó, chúng tôi xây dựng nên các kịch bản dựa trên khả năng tiêm liều tăng cường, tần suất di chuyển của người dân so với khi trước dịch và sự xuất hiện của biến thể Omicron. Đầu ra của mỗi mô hình sẽ bao gồm các thông tin liên quan tới số ca nhiễm hàng ngày, số giường nhập viện được sử dụng, số giường ICU cần sử dụng và số ca tử vong hàng ngày. Những con số này sẽ quyết định trực tiếp đến quy mô cũng như mức độ ảnh hưởng của các làn sóng dịch sắp tới. Theo các kịch bản mà mô hình chỉ ra, kịch bản nào là xấu nhất và kịch bản nào lạc quan nhất, đặc biệt là số ca trở nặng phải nhập viện và số ca tử vong, đâu là những yếu tố ảnh hưởng tính lạc quan của kết quả chạy mô hình này ạ? Rất trực quan và dễ hiểu, kịch bản xấu nhất là một đợt bùng phát dịch sẽ xảy ra khi chúng ta không làm tốt những việc liên quan tới 3 vấn đề đầu vào, gồm không có mũi tăng cường, di chuyển ở mức tối đa so với trước khi dịch bùng phát, cũng như để biến thể Omicron bùng phát mạnh. Số giường hồi sức cấp cứu cần phải chuẩn bị cho kịch bản này lên tới 1.700 giường và tổng số ca tử vong có thể sẽ lên tới 26.000 ca. Tuy nhiên, trong kịch bản lạc quan nhất, khi chúng ta có sự chuẩn bị tốt, chúng ta sẽ giảm được số giường ICU và số tử vong đi đáng kể, giảm được rất nhiều gánh nặng cho hệ thống y tế. Ông có khuyến nghị cụ thể gì về chính sách chống dịch của Thành phố Hồ Chí Minh trước thềm Giáng sinh và năm mới ạ? Từ mô hình này, chúng ta thấy rằng biện pháp phòng chống dịch hữu hiệu và khả thi nhất vẫn là nhanh chóng tiêm chủng bổ sung mũi tăng cường sau 6 tháng, ưu tiên ngay lập tức nhóm đối tượng có nguy cơ cao như nhân viên y tế, người cao tuổi và người có bệnh nền, đặc biệt là nhóm tiêm các loại vaccine được giới y khoa thế giới nghiên cứu cho thấy có hiệu quả chưa cao. Để làm được điều này, chúng ta phải đảm bảo kế hoạch cung ứng vaccine đầy đủ và xuyên suốt, sử dụng các loại vaccine có hiệu quả cao như AstraZeneca và Pfizer cho mũi tăng cường, cũng như xây dựng một chiến dịch tiêm chủng hoàn chỉnh, ứng dụng triệt để công nghệ. Ngoài ra, với những đối tượng có bệnh nền dễ trở nặng khi mắc COVID-19, có thể xem xét tiêm mũi tăng cường ngay sau 3 tháng thay vì chờ 6 tháng khi nguồn vaccine cho phép. Tiếp theo, mặc dù chúng ta đã xác định chung sống an toàn với dịch bệnh và tiêm vaccine rộng rãi, nhưng việc hạn chế tụ tập đông người, đặc biệt là trong các không gian kín và di chuyển không cần thiết, vẫn là những nguyên tắc tuyệt đối phải tuân thủ. Điều đó giúp chúng ta có thể hạn chế tối đa những chuỗi siêu lây nhiễm. Với các hoạt động xã hội công cộng trong dịp Giáng sinh năm mới và Tết Nguyên đán sắp tới, chúng ta nên hướng đến những hoạt động được tổ chức tinh gọn, trong đó bảo đảm nguyên tắc khẩu trang, rửa tay, không tụ tập trong phòng kín, tăng thông khí được đưa lên hàng đầu. Hiện mỗi ngày ở Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn trên dưới 70 ca tử vong, dù vài ngày qua số ca nhập viện đã thấp hơn số ca xuất viện. Làm sao kéo giảm số ca tử vong hiện nay ạ? Trong hoàn cảnh chúng ta đã có nguồn vaccine dồi dào và đã tiến hành tiêm chủng vaccine cho trẻ em dưới 18 tuổi, số ca tử vong nằm ở mức trên dưới 70 ca mỗi ngày vẫn là quá cao đối với quy mô dân số của Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại vẫn còn trên 2,5 triệu người trên 12 tuổi tại thành phố chưa được tiêm mũi 2 vì nhiều lý do chủ quan khách quan khác nhau. Đáng chú ý, trong thời gian gần đây, tốc độ tiêm chủng mũi 2 của thành phố rất chậm so với trước, trung bình chưa tới 10.000 mũi một ngày. Trong số những bệnh nhân phải nhập khoa ICU và tử vong thời gian qua, có một bộ phận không nhỏ là các bệnh nhân cao tuổi có bệnh nền và chưa được tiêm đầy đủ vaccine.
Như vậy, để kéo giảm trở nặng và tử vong, biện pháp thiết thực nhất vẫn là hoàn thành phủ mũi 2 cho toàn bộ dân số trên 12 tuổi, đặc biệt là những đối tượng khó tiếp cận với hệ thống y tế. Đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người để tiêm vaccine là một chiến lược rất đúng đắn và cần phải được thực hiện sát sao. Ngoài ra, công tác điều phối cũng là một điều chúng ta phải lưu tâm, bao gồm xây dựng các tổ COVID-19 cộng đồng, các trạm phản ứng nhanh, xây dựng kế hoạch điều trị bệnh nền từ xa để giảm đến mức tối thiểu nguy cơ nhập viện. Mô hình được Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thời gian vừa qua là một mô hình rất đáng để nhân rộng ở tất cả các quận huyện. Xin cảm ơn nghiên cứu sinh thạc sĩ Ngô Hoàng Anh. Thưa quý vị, mũi tiêm tăng cường và các biện pháp khẩu trang, rửa tay, không tụ tập trong phòng kín, tăng thông khí sẽ là những mũi tên chủ lực để Thành phố Hồ Chí Minh ngăn chặn kịch bản xấu nhất trong thời gian tới. Khi chúng ta có sự chuẩn bị tốt, chúng ta sẽ giảm được số giường ICU và số tử vong đi đáng kể, giảm được rất nhiều gánh nặng cho hệ thống y tế. Đến đây thì thời lượng của chuyên mục Nhận định cũng đã hết. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Sống vui khỏe.